Tập 6. Tham kiến Lục lão gia, Lục phu nhân. Thái tiên sinh, hôm nay mọi người đến đây làm gì vậy? Hôm nay chúng ta tới hỏi cưới. Hỏi cưới? Mời ngồi. Người đâu? Mời Hân Nhiên tiểu thư tới đây. Nào mời ngồi. Lục phu nhân, Thái tiên sinh, ngài uống chén trà trước đi. Nào. Thái tiên sinh, thật không ngờ chuyện quan trọng mà Thái tiên sinh nói hôm qua lại là đến hỏi cưới. Phu nhân, tiểu thư, có thể hai người hiểu lầm rồi. Hôm nay ta tới đây để hỏi cưới cho Khánh Dương Điện Hạ. Khánh Dương Điện Hạ sao? Hỏi cưới ai vậy? Nếu như con đoán không sai, chắc là hỏi cưới con rồi. An Nhiên. An Nhiên, con hồ đồ rồi hay sao? Nhầm rồi đúng không? Cô ấy không hồ đồ. Đúng là Vũ Dương muốn hỏi cưới cô ấy. An Nhiên, đây không phải là tiểu thị vệ của Thái tiên sinh sao? Lục phu nhân, lần này điện hạ tới Tô Thành là đi di hành, không tiện làm mà mỹ, vậy nên ngài mới giả làm thị vệ để che mắt người khác. Đây chính là Khánh Dương Điện Hạ. Tham kiến Khánh Dương Điện Hạ. Lục lão gia, Lục phu nhân, ta và Lục An Nhiên mới gặp đã yêu, tình đầu ý hợp, mong hai vị gả Lục An Nhiên cho Vũ Dương. Khánh Dương Điện Hạ coi trọng tiểu nữ là vinh hạnh của nhà họ Lục chúng ta. Chỉ là chuyện của con bé trước giờ đều do nó tự quyết định. Ta vẫn phải hỏi ý kiến của con bé mới được. Phụ thân, mẫu thân, con đồng ý gả cho Điện Hạ. An Nhiên, chuyện này không phải là nhỏ đâu con. Con nghĩ kỹ như vậy. Mẫu thân, phụ thân, con bằng lòng gả cho Khánh Dương Điện Hạ. Con bằng lòng ở bên ngài ấy cả đời, dù là dinh hay nhục. Phụ thân, phụ thân nhìn kìa, nhà họ Lục muốn mở rộng vận tải đường sông. Nếu chỉ có 36 cảng thì không thể đủ được. Đây, đây, và đây nữa. Chúng ta nên thu về, xây cảng thật nhanh, để tránh các nhà buôn khác nhanh chân lấy trước. An Nhiên, phụ thân có được gia nghiệp như hôm nay đã không còn mong muốn gì nữa rồi. Phụ thân chỉ hy vọng rằng cả nhà chúng ta được bình an là đủ. Phụ thân, con biết phụ thân muốn nói gì với con, cũng biết phụ thân lo lắng điều gì. Con biết rồi mà giận, xài lang hổ báo sẽ không từ bỏ việc đuổi theo khi thấy con mồi bỏ chạy, mà như thế còn kích thích ham muốn chinh phục lớn hơn của chúng. Phụ thân yên tâm đi, con biết mình đang làm gì mà. Bây giờ vừa hay có một kế sách vẹn toàn, có thể bảo vệ nhà họ Lục chúng ta hoàn toàn thoát khỏi dũng bùn này. Từ nhỏ con đã có suy nghĩ riêng, phụ thân tin tưởng con. Phụ thân chỉ mong rằng con phải bảo vệ bản thân cho an toàn. Nếu nguy hiểm quá, con phải nhớ cả nhà họ Lục chúng ta sẽ chống lưng cho con. Cùng lắm thì liều mình làm cá chết lưới rách. Đa tạ phụ thân. Khóc, chỉ biết khóc thôi hay sao? Đến khi hai người đó thành thân thật rồi, Lục An Nhiên sẽ bay lên ngọn cây luôn đó, sẽ đè đầu chúng ta cả đời. Mẫu thân biết con thích Thái Tiên Sinh. Nếu như Lục An Nhiên gả cho thiện dạy của hắn thật, ta sẽ không ngăn cản các con. Nhưng mà bây giờ hắn lại phải cúi mình trước người kia. Con bảo ta làm sao mà yên tâm gả con cho hắn được? Thế thì con cũng làm được gì đâu. Hôm nay Khánh Dương đã nói là muốn cưới cô ta trước mặt bao nhiêu người như vậy rồi. Con tưởng là Khánh Dương cưới con bé là vì tình đầu ý hợp thật hay sao? Chẳng lẽ không phải hay sao? Khánh Dương dùng mọi cách để lấy lòng Lục An Nhiên, giả trang thành thị vệ tiếp cận con bé. Chẳng lẽ là vì phải lòng vẻ ngoài của Lục An Nhiên thật chắc? Con phải suy nghĩ lại đi. Còn không phải vì sông Ngư Lệnh, vì nhà họ Lục sau lưng con bé hay sao? Nhưng mà dù vì lý do gì thì Khánh Dương và tỷ tỷ cũng sắp thành hôn với nhau rồi. Nếu Khánh Dương không nhất định phải cưới Lục An Nhiên thì con nghĩ nếu nhà họ Lục chỉ còn một cô con gái là con thì hắn sẽ chọn thế nào đây? Mẫu thân, tiểu thư, Cửu Điện Hạ đợi tiểu thư lâu lắm rồi đó. Nhà họ Lục quả là giàu có, diện lớn như vậy khiến ta suýt nữa đi lạc rồi. Nếu Quỳnh có thể lạc đường ở nhà họ Lục ta, vì chẳng phải Quỳnh ở trong cung ngày nào cũng không tìm thấy đường về tẩm cung sao? Sau này cô đến đó thì sẽ biết. Nơi đó trông thì rộng lớn, thực ra mỗi người đều bị giam ở nơi chật hẹp, không thể nhúc nhích. Quỳnh biết rồi hả? Hôm qua ta gặp nhị ca. Quỳnh làm sao vậy? Trông Quỳnh có vẻ không vui. Ta chỉ hơi ngậm ngùi. Tính tình như cô là bằng lòng bị nhốt ở một nơi như vậy. Cô phải yêu nhị ca đến nhường nào mới tình nguyện hy sinh như vậy chứ. Nhị ca thật hạnh phúc. Tuy là tự nguyện nhưng mà cũng không có tình cảm thật như Quỳnh nói đâu. Đây chỉ là một vụ giao dịch thôi. Giao dịch? Ơ này, cô có nỗi khổ gì mà phải giao dịch bằng hạnh phúc của bản thân? Vốn dĩ ta cứ tưởng rằng chỉ cần nhà họ Lục không nghiêng về bên nào thì có thể đứng ngoài mọi chuyện. Sự thật chứng minh ta quá ngốc. Dân tải đường sông của nhà họ Lục phát triển tới giờ, tức là đặt mình lên thớt, không thể quyết định mọi chuyện. Nếu ta không chọn nhị ca của Quỳnh, chẳng lẽ phải chọn Dực Dương sao? Vậy nhị ca thì sao? Nhị ca cũng không có tình cảm với cô thật sao? Lòng dạ của bậc đế dương là lạnh lùng nhất. Nhị ca của Quỳnh chọn con đường này cũng chẳng có tình cảm gì đáng nói. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không có đâu. Đây là quà tặng ta hay sao? Sao vậy? Có phải là Quỳnh nghĩ ta là một cái tầm thường phàm tục, không muốn làm bạn với ta nữa hay sao? Không phải. Quà tân hôn ta tặng cho cô. Tặng cô cái này. Chiếc vòng tay này thật là đồ hảo hạng. Thời gian gấp rút quá, ta mua đại ở một tiệm trong Tô Thành thôi. Cô đừng chê nha. Nam Tiêu có thế mạnh về đồ bạc. Trước kia khi ta đi du ngoạn ở đó, từng giúp một lão tăng cứu chữa cả mảnh ruộng của ông ấy. Ông ta cứ nhét cái này cho ta, bảo là xua tà bảo đảm bình an. Vì sao Quỳnh phải nói dối? Vậy ta đi đây. Được. An Nhiên, nếu cô cần gì, ta cũng có thể giúp cho cô. Ta biết. Xin đa tạ quà tân hôn của Quỳnh, ta sẽ trân trọng nó. Điện hạ, điện hạ, mưa lớn quá, người cầm dù đi đi. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Tiểu thư, Quỳnh ấy đi chưa? Dạ đi rồi. Tiểu thư, có vẻ cửu điện hạ rất lo cho tiểu thư đó. Nếu như điện hạ biết nỗi khổ trong lòng của tiểu thư, không chừng sẽ liều mạng giúp tiểu thư. Quỳnh ấy biết càng ít càng tốt. Sau khi về Hãn Kinh, bổn vương sẽ nhờ phụ hoàng ban hôn. Khiến hoàng thượng đồng ý cũng không phải việc gì dễ dàng. Bảo trọng. Còn nửa năm nữa là tới ngày thành hôn. Trước đó buộc phải xử lý sạch sẽ mọi việc trong nhà. Tiểu thư à, người tra sổ sách các phòng công khai như vậy, liệu có làm mà mỹ quá hay không tiểu thư? Không công khai sao có thể dùng ép họ để lộ manh mối được. Tiểu thư à, người nhìn chỗ này xem. Đại tiểu thư, vì tiểu thư bảo ta đưa son phấn của nhất phẩm đường tới. Ta biết rồi. Chồn chút thích gà chắc chắn không có ý đồ tốt. Tiểu thư, chúng ta đừng nhận. Người ta tặng quà cho mình sao lại không nhận? Em cũng phải biết chồn đang âm mưu điều gì chứ, đúng không? Dạ được, em đi lấy cho. Từ từ đó. Cười lên, nhiệt tình vào. Ra ngay. Tiểu thư, tôi xem xem. Tiểu thư, trước kia ta từng làm việc ở tiệm thuốc, biết được một vài loại thuốc, chắc trong này có cả thầu dầu. Tuy không chết ngay, nhưng sử dụng lâu ngày chắc chắn sẽ bị hỏng mặt. Ta biết ngay mà. An Nhiên, mẫu thân tới rồi. Đông Thanh Linh Hề, thu dọn sổ sách giúp ta nha. Dạ. An Nhiên, mẫu thân tới rồi. Mẫu thân làm bánh đào mà con thích ăn nhất đây. Lát con ăn nha. Đa tạ mẫu thân, lát nữa con sẽ ăn. Trong sắc mặt của mẫu thân đỡ hơn nhiều rồi. Mẫu thân còn ho không? Ta đỡ nhiều rồi. Ta vẫn luôn uống thuốc mà con đưa cho ta. Mẫu thân cũng nghe lời con, vẫn giả vờ ho trước mặt của Liễu Thị. Ta cũng đổ thuốc bả đưa tới vào bùn qua rồi. Vậy thì tốt quá. À đúng rồi, ta nghe nói Liễu Thị mượn cớ con thành thân để tặng không ít đồ tới phòng của con đó. Đúng vậy đó phu nhân. Vừa nãy còn tặng một hộp phấn độc kìa. Phấn độc? Phu nhân à, người xem đi. Nữ nhân này ác độc quá. Không được, ngươi cầm đi. Bây giờ chúng ta đi nói với phụ thân con. Mẫu thân, đừng nóng vội. Hai mẹ con Liễu Thị giỏi dùng khổ nhục kế nhất. Phụ thân sẽ mềm lòng thôi. Còn có cách đối phó với chúng rồi. Mẫu thân cứ chờ mà xem. Mẫu thân à, đã 7-8 ngày rồi, sao mà trong Lục An Nhiên như kiểu chẳng sao hết vậy? Chuyện này Thúy cô làm việc kiểu gì không biết nữa. Nói ra thì cũng lạ đó. Gần đây đúng là sắc mặt của Thẩm Lan Khê đỡ hơn nhiều. Tôi vẫn còn ho, nhưng mà ta cứ thấy có gì đó không bình thường. Cũng không thân thiết với ta như trước nữa. Có phải là Lục An Nhiên phát hiện điều gì rồi không? Còn nghe nói là cô ta cho nha hoàn âm thầm điều tra chi phí ăn mặc ở của nội viện. Chắc không tới nỗi đó đâu. Hôm nay ta đến thăm bà ta, những thứ tượng Quan Âm được cúng bái bình thường. Nhị Di Nương, Nhị Di Nương, đại phu nhân muốn kiểm tra nội viện đã bắt Thúy cô đi rồi. Đây là thứ gì chứ? Nhị Nương ân cần, gần đây tặng không ít son phấn, nhưng mà ta bất cẩn làm dở, bèn bảo tiểu nương tử tiệm phấn trộn lại vào. Nhưng mà tiểu nương tử đó nói mùi phấn này không được bình thường, đoán rằng bên trong có trộn khá nhiều thầu dầu. Thầu dầu là độc dược, vì sao ngươi lại hại An Nhiên? Tỷ tỷ à, sao lại như vậy được? Sao ta lại hại An Nhiên được chứ? Ta đối xử với con bé giống như con gái ruột của mình. Mẫu thân, con cũng cảm thấy dị nương sẽ không làm như vậy đâu. Chắc chắn là Thúy cô lén làm sau lưng dị nương đó, phải không? Gần đây ta đã điều tra sổ sách nội viện, phát hiện Thúy cô ăn bớt một ít trong lúc mua sắm. Thực ra cũng không đáng là gì, ta cũng không định làm gì cô. Nhưng mà sao cô lại hận ta như vậy chứ? Thúy cô, ta nể tình ngươi là người ở trong phủ lâu năm. Chỉ cần ngươi nói ra ai là người ra lệnh ngươi làm như vậy thì ta sẽ không làm khó ngươi. Thúy cô, sao ngươi có thể bỏ độc hại An Nhiên được? Ngươi phải biết, đây là quà ta và Hưng Nhiên tặng cho An Nhiên. Ngươi làm như vậy thì tỷ tỷ và An Nhiên sẽ nghĩ thế nào về chúng ta đây chứ? Đúng đó Thúy cô, tỷ ấy là tỷ tỷ của ta đó. Sao cô lại hại tỷ ấy? Phải, ta muốn hại đại tiểu thư đó. Ai bảo cô ta điều tra sổ sách của ta? Phấn nước do ta mua, thầu dầu cũng do ta trộn vào. Ta muốn hạ độc cô ta. Ta muốn cô ta không thể điều tra được nữa. Thúy cô, ngươi có biết nếu ngươi nhận tội sẽ phải chịu hình phạt thế nào không? Ta hỏi ngươi một lần cuối, có phải có người sai khiến ngươi làm hay không? Không cần nhiều lời nữa. Chuyện này do một mình ta làm, không liên quan gì tới người khác hết. Thúy cô mượn danh mua đồ, tham ô tài sản để che giấu chuyện ác, lại dám hạ độc hại đức nữ. Sau khi chuyện xảy ra, không một chút ăn năn hối lỗi nào, xử theo gia pháp, phạt 50 trượng. Dân. Cô ta biết rồi. Cô ta đã biết hết rồi. Cô ta đã biết hết rồi. Mẫu thân à, nếu như hôm nay là một nha hoàn khác, chắc chắn bọn chúng sẽ khai chúng ta ra đó. Lục An Nhiên chỉ lấy cớ kiểm tra sổ sách, chẳng qua nó muốn mượn chuyện này kéo chúng ta xuống nước mà thôi. Cho dù không thành công, cũng coi như cho chúng ta một lời cảnh cáo. Hôm nay hai mẹ con cô ta hoàn toàn trở mặt với chúng ta rồi. Nhưng mà hiện giờ bọn họ đã đề phòng, nếu sau này chúng ta muốn ra tay tiếp sẽ còn khó hơn nữa. Mẫu thân, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây mẫu thân? Mới có chút chuyện mà đã quản rồi, vô dụng. Nhưng mà Thúy cô, đó là nha hoàn gả đi cùng ta. Thù này ta nhất định phải trả. Mẫu thân. Hân Nhiên, con phải nhớ, con sẽ bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần tranh giành bất cứ cái gì trong phủ nữa. Cứ để cho chúng đắc ý thêm vài ngày nữa đi. Chờ đến ngày thành thân, nhà họ Lục này chỉ còn lại một đứa con gái là con thôi. Song ngư lệnh là của con. Khánh Dương Điện Hạ cũng là của con. Chiến trường Bắc Lâm, Bắc Lâm xâm phạm biên giới Đại Hãn, Mục Trạch dẫn quân xuất chinh. Chiến sự khốc liệt, sau nửa năm tắm máu chiến đấu anh dũng, cuối cùng Mục Trạch đã khải hoàn trở về. Dùng quân công xin hoàng thượng đổi lấy một mối hôn ước. Điện hạ, Thái mộ vẫn cứ cảm thấy người lấy Lục tiểu thư về làm thiếp là đủ rồi. Cậu chính thức vẫn nên tuyển chọn trong số những danh gia vọng tộc có nền móng vững chắc. Đổi một quân công lấy một nhà họ Lục thực sự không đáng lắm. Một quân công đổi lấy một nhà họ Lục thì không đáng, nhưng mà một nhà họ Lục cộng thêm Lục An Nhiên thì đáng. Lẽ nào điện hạ người động lòng với Lục tiểu thư rồi hay sao? Mạng lưới sông ngòi giăng khắp Đại Hãn, chỉ cần nắm được vận tải đường sông của Đại Hãn thôi thì coi như nắm được quyết mạch của Đại Hãn rồi. Dù là chính trị, quân sự hay là kinh tế dân sinh đều không thể tách rời đường thủy của nhà họ Lục được. Có phải ngươi cảm thấy Bổn Dương giống Nhật Dương, bị lớp vỏ ngoài che mắt, chỉ nhìn thấy tiền tài nhà bọn họ thôi hay không? Thuộc hạ không dám. Còn một chuyện quan trọng nữa, song ngư lệnh trong tay Lục An Nhiên chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Với sự hiểu biết của cô ta về tàu thuyền, cô ta hoàn toàn có khả năng cải tiến thuyền chiến. Nếu cô ta có thể làm việc cho Bổn Dương thì một chiến công nhỏ có là gì đâu. Vẫn là điện hạ anh minh, thuộc hạ suy nghĩ nông cạn rồi. Công công đi đường mệt nhọc, vất vả cho ngài rồi. Xin ngài nhận tấm lòng nhỏ này. Khách sáo rồi. Khánh Dương điện hạ, Tình sâu nghĩa nặng với tiểu thư. Ngày ấy cửu tử nhất sinh ở Bắc Lâm cũng chỉ là để tiểu thư được làm Khánh Dương Phi danh chính ngôn thuận. Thậm chí không ngại cãi lại bệ hạ ở ngay trên triều. Xin tiểu thư đừng phụ tấm lòng này. Đa tạ công công đã nhắc nhở. Người đón dâu không phải là cửu điện hạ hay sao? Ngày vẫn chưa đến Tô Thành sao? Ngày đến rồi. Có điều cửu hoàng tử điện hạ đang ở trạm dịch, bận lo liệu nghi lễ thành thân, hôm nay không đến đây nữa. May mà mầm bệnh trước đây được nhổ đi kịp thời. Vụ lúa này đều thuận lợi trổ bông rồi. Dạo này trời nắng suốt, được cái là không oi bức. Chúng phát triển tốt thật đó. Vậy thì chúng ta có thể yên tâm rồi. Bông lúa vụ này còn đơm nhiều hơn bông lúa vụ mùa bội thu của những năm trước. À phải rồi, khoảng thời gian tiếp theo rất quan trọng. Tuyệt đối không được tưới nhiều nước, nếu không sẽ dễ uống chết đó. Ta nói người nghe, mạ mà nát thì chịu đấy. Nhưng đạo hương cư sĩ vừa đến đã lo lắng chuyện đồng án. Lúa nước ở Tô Thành chúng ta có sự chỉ bảo của Quỳnh, chắc chắn năm nay sẽ bội thu cho xem. Lục tiểu thư, người xem lúa năm nay lên có tốt không cơ chứ? Ta muốn mượn cô ấy một lát có được không? Lục tiểu thư nói gì vậy? Hai người nói chuyện đi. Môi trường Tô Thành đúng là được ông trời ưu ái. Ánh nắng mặt trời và lượng nước mưa đều vừa dặn. Hơn nữa, người buôn kẻ bán lui tới thường xuyên, nên giá gạo lúc nào cũng ổn định. Chắc chắn chuyện này không thể thiếu công lao của cô. Một Xuyên à, trước đây Quỳnh nói nếu có việc gì thì có thể tìm Quỳnh giúp đỡ. Quỳnh vẫn giữ lời hứa chứ? Tất nhiên rồi. Nếu cô cần gì thì nói với ta. Việc gì ta làm được thì ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Chuyện gì làm khó cô đến mức này vậy? Chính là mấy năm nay cô đi khắp nơi trải nghiệm, chắc chắn biết rất nhiều. Rất nhiều gì? Cô nói đi. Chẳng phải Quỳnh rất am hiểu việc nhà nông hay sao? Ta chỉ muốn thay nông dân nơi này xin Quỳnh một ân huệ. Sau này Quỳnh có thể mỗi năm ghé qua một lần chỉ bảo cho họ được không? Chỉ vậy thôi hay sao? Chỉ có vậy thôi. Ta còn tưởng là chuyện gì cơ chứ. Môi trường Tô Thành rất hợp để nghiên cứu giống lúa mới. Ta vốn định nhờ cô giúp ta đánh tiếng với họ trước, bảo họ cùng ta nghiên cứu giống lúa mới. Không thành vấn đề, chuyện đó ta sẽ lo. Nói rồi nhé. Ta đúng là mê muội rồi. Hai bàn tay huynh sẽ để sau này cứu giúp vạn dân. Sao có thể bị lòng riêng của ta vấy bẩn được chứ? Tiểu thư, người đã hỏi xin cửu điện hạ lá ngón chưa? không mở miệng hỏi được. Loại thuốc độc này hiếm có, tiểu thư cũng không còn cách nào khác mới phải đi tìm Cửu Điện Hạ. Nhưng mà hiện giờ hôn lễ gần kề rồi, tiểu thư định làm thế nào đây? Ta sẽ nghĩ cách khác. Còn Mục Xuyên thì thôi vậy. Đến sắp đến hết rồi, ta thay một cái mới. Đông Thanh, đợi một chút, ngươi để giá nến xuống cho ta. Đêm nay là đêm nào? Ta gặp được chàng. Yêu nàng, thương nàng, mãi không phụ nàng. Đối đệ thích cô nương như thế nào? Nàng ấy không giống kiểu tiểu thư khuê tú như những nữ tử khác, lanh lợi tinh nghịch lắm. Khi nói đến hoài bão của mình, mắt của nàng ấy sẽ phát sáng. Tôi lần đầu gặp nàng ấy, nàng ấy trông đẹp đến đau lòng dưới ánh mặt trời. Cô tên là gì? Lục An Nhiên ở Tô Thành. Thì ra người bà Quỳnh ấy nói vẫn luôn là mình. Mời giao. Cửu Điện Hạ, Đông Thanh, đêm hôm thế này rồi, tiểu thư nhà ngươi có việc gì sao? Xin Cửu Điện Hạ tìm giúp lá ngón và dây sầu tuyết. Đông Thanh thân phận thấp kém, trên người không có gì quý giá, chỉ có cái mạng này thôi. Nếu Điện Hạ đồng ý, người bảo Đông Thanh làm gì cũng được. Người bảo đứng lên đi, đứng lên. Xưa nay ta không thích người khác quỳ xuống cầu xin ta, mau đứng lên. Điện Hạ, Đông Thanh số khổ, đám người tệ bạc trước kia không chịu tha cho ta. Ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho tiểu thư và nhà họ Lục. Nghe nói dược hiệu của lá ngón vô cùng khủng khiếp, nhưng chỉ cần trong vòng 3 canh giờ uống da sầu tuyết thì sẽ không gây ra tổn hại gì cho cơ thể. Ngươi muốn dùng đó dọa bọn họ hay sao? Vâng ạ. Là ngươi muốn. Vâng ạ. Đông Thanh, ngươi chẳng biết nói dối gì hết. Thậm chí ngươi còn chẳng dám nhìn ta. Tiểu thư nhà ngươi có khó khăn gì chứ? Cửu điện hạ. Thế này là sao? Mới chưa được bao lâu, cô đã không còn giống như đại tiểu thư đanh đá như lúc ở ngoài đồng. Thế nào vậy? Chẳng lẽ tân nương nào cũng u sầu như thế này hay sao? Lục An Nhiên ta nổi tiếng là người luôn tư du hoạt bát ở Tô Thành này. Cái đời này không liên quan gì đến chữ sầu. Lục An Nhiên, nếu có một con đường vừa có thể giúp cô không mất đi niềm vui, vừa có thể bảo vệ người nhà, thì cô có chọn hay không? Ta biết trên đời này không thể cùng lúc có cả cá lẫn tay gấu, vậy nên cũng chưa bao giờ dám mơ tưởng hảo quyền. Do cô chưa từng nghĩ rằng ta cũng là một hoàng tử, có lẽ ta cũng có thể bảo vệ cho cô. Cô gả cho nhị ca chẳng qua là để bảo vệ gia tộc, nhưng khó tránh khỏi gây thù chú quán trong triều. Nếu ta xin phụ hoàng cho phép nhà họ Lục cùng ta chỉnh đốn hệ thống sông ngòi Đại Hãn, mở rộng đất nông nghiệp, thì từ đây nhà họ Lục sẽ đi cùng đường với ta. Kể cả có người muốn nhâm nhe vận tải đường sông của nhà họ Lục, cũng phải nghĩ xem có mạo phạm đến ta hay không. Như vậy thì cô có thể làm việc cô muốn làm, còn những việc cô thấy phiền thì ta sẽ giải quyết giúp cô. Nếu Quỳnh nói sớm hơn một chút, có lẽ ta thật sự sẽ cân nhắc. Nhưng mà hiện tại, làm sao ta nhẫn tâm để liên lụy đến Quỳnh được? Cửu điện hạ đang xúi ta quỷ hôn hay sao? Ta chỉ là không muốn làm trái ý nguyện của bản thân mà thôi. Điện hạ nói nghe thì dễ, nhưng giờ thánh chỉ đã được ban xuống. Nếu ta quỷ hôn thì nhà họ Lục sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Quỳnh đang quan tâm ta hay đang hại ta vậy? Cô đang nói nghiêm túc đấy sao? Quỳnh là dương tôn quý tộc, đương nhiên có thể sống theo ý nguyện của mình. Còn dân thường thấp kém như bọn ta chỉ có thể nghĩ xem làm cách nào để sống tạm bợ dưới sự chèn ép của quý tộc thôi. Lục An Nhiên, nếu những lời ta vừa nói quá mức đường đột thì cô mắng ta cũng được, không cần nói như dao cứa như vậy đâu. Cẩn thận kẻo tự đâm phải chính mình. Đa tạ Cửu điện hạ đã quan tâm. Chỉ là ta làm sao biết tác phong làm việc của Cửu điện hạ ra làm sao? Quỳnh và nhị ca của Quỳnh hoặc là Nhật Dương có khác gì nhau? Cô cảm thấy ta giống như họ, cũng muốn lợi dụng nhà họ Lục hay sao? Màu xanh là lá ngón, màu trắng là ve sầu tuyết. Đừng lẫn lộn đó. Tiểu thư Đông Thanh, cái này là cô đi xin quân ấy hay sao? Hai thứ này rất quan trọng với tiểu thư. Đông Thanh không muốn kế hoạch của tiểu thư phát sinh biến cố, càng không muốn tiểu thư cảm thấy áy náy với Cửu điện hạ. Vì vậy để tự tiện làm việc, xin tiểu thư trách tội. Rút dao chém nước, tâm nguyện thành tro. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt. Tiểu thư, nhị tiểu thư đến rồi. Tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ này. Được rồi. Phu nhân, đại nương, Bụi Bụi, bánh đào mẫu thân vừa làm đó, Bụi có muốn nếm thử một miếng không? Lại đây. Đây, cô cũng ăn một miếng đi. À phải rồi, Bụi vẫn chưa xem áo cưới của ta đúng không? Qua đây xem đi. Bụi Bụi, xem này. Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy áo cưới hoàng gia ban cho đấy. Đường may này, chất vải này, đúng là khiến người ta phải thán phục. Đây là tỷ tỷ có phúc hưởng. Bụi Bụi, Bụi cũng sẽ có phúc như vậy mà. Hai tỷ muội các con cứ nói chuyện tiếp với nhau đi. Ta đi đối chiếu danh sách của hồi môn để con tiễn mẫu thân. Bụi Bụi, chờ ta một chút nha, ta đi rồi về ngay. Bụi Bụi, Bụi Bụi, ăn bánh đào đi. Tỷ tỷ à, buổi tối ta ăn nhiều quá, thật sự là không ăn thêm được nữa đâu. Ta ra vườn qua đi dạo cho tiêu cơm đi tỷ. Chỗ bánh đào này tỷ cứ giữ lại ăn đi. Thế thì tiếc quá đi. Vậy tỷ ăn tiếp đi ạ. Ta xin phép. Mẫu thân à, ban nãy con tận mắt nhìn thấy Lục An Nhiên ăn bánh đào rồi. Lần này chắc không có sơ suất gì đâu nhỉ? Chắc chắn Lục An Nhiên sẽ không sống được qua đêm nay đâu. Ngày mai con sẽ là đứa con gái duy nhất của nhà họ Lục rồi. Không hay rồi. Người đâu? Tiểu thư xảy ra chuyện rồi.